Công ty động cơ điện Minh Motor xin kính chào quý khách. Trong 12 năm qua, chúng tôi đã phục vụ hơn 20.000 nhà máy khắp 62 tỉnh thành Việt Nam. Sau đây là phần giải thích các tô lô của motor điện quốc tế để quý khách ở xa tiện theo dõi các thông số kỹ thuật. Ở trang thứ tư của quyển sách là cấu tạo motor điện. Mọi linh kiện đều được chú thích bằng tiếng Anh, Úc. Ở trang số 12 là phần giới thiệu tính năng động cơ điện i3 thương hiệu Minh Motor mà hơn một nửa thị trường Việt Nam dùng trong 5 năm qua. Chúng ta hãy mở sang trang số 13 để xem thông tin motor hai cực điện. Với động cơ 110 kW, 150 ngựa, 150 HP, có mã vỏ là 315F. Có 3 cột điện áp, trong đó 400V và 415V là điện áp của thị trường châu Âu, Mỹ và Úc. Xin hãy nhìn vào cột điện áp 380V của lưới điện 3 pha Việt Nam. Dòng ampere định mức của motor là 195A. Tốc độ trung bình của motor là 2.975 vòng phút. EFF là hiệu suất làm việc của động cơ. Hệ số cốt phi tiết kiệm điện là 0,91. Ngoài ra còn có các thông số khác về lực moment ở 3 cột tiếp theo. Rồi tới cột âm thanh vận hành, trọng lượng và lực rotor. Trang số 20 là bản vẽ động cơ điện chân đế. Với mã sản phẩm là 315S, chúng ta gióng hàng ngang tương ứng với các ký hiệu A, B, C, D, E để biết được các kích thước trong bản vẽ là bao nhiêu. Ví dụ, đường kính trục D bằng 65mm. Tương tự như vậy, trang số 21 là bản vẽ motor mặt bích. Với mã 315S, đường kính ngoài mặt bích ký hiệu là P bằng 660mm. Mọi thông số tiếng Anh về bản vẽ motor chân đế hay mặt bích đều đã được chúng tôi dịch sang tiếng Việt để ở bên cạnh clip này. Mời quý khách xem thêm. Trang số 27 và 28 là thông số của các motor lớn. Cụ thể, chúng tôi cung cấp tới động cơ điện có mã vỏ lên tới 450. Có nghĩa là 900 kW, 4 cực điện. Và 710 kW, 6 cực điện. Sau đây là hình motor trên 800 kW của chúng tôi. Cuối cùng là phần mã số vòng bi đạn bạc. Khi cần biết kích thước của vòng bi để bảo dưỡng, bảo trì, mời quý khách mở trang số 2. Trong trang này có ghi từng mã motor, mỗi motor có 2 viên bi, cột đầu tiên là bi ở trục da. Cột thứ hai là bi ở phần cánh quạt.
Cảm ơn quý khách đã lắng nghe. Mọi điều cần tư vấn xin gọi số 098 460 1133 hoặc 098 460 1144. Các tổng đài viên tại Bắc, Trung, Nam sẽ tư vấn đầy đủ hơn và gửi tới quý khách quyển sách Cartolo qua đường bưu điện.